Vườn ươm doanh nghiệp công nghệ thông tin đổi mới sáng tạo Hà Nội là vườn ươm đầu tiên trong lĩnh vực công nghệ thông tin được Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt tại quyết định số 6156 ngày 7 tháng 11 năm 2016 dưới sự điều hành của Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội. Trong thời gian 2 tháng, với tinh thần quyết tâm không kể ngày đêm, Trung tâm Giao dịch Công nghệ Thông tin và Truyền thông cùng với các đơn vị thi công đã hoàn thành đúng tiến độ công trình. Sự ra đời vườn ươm doanh nghiệp công nghệ thông tin đổi mới sáng tạo Hà Nội đánh dấu bước đi mạnh mẽ và đầy quyết tâm của thành phố Hà Nội trong việc đề ra cơ chế chính sách xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp, hỗ trợ và thúc đẩy phát triển khởi nghiệp Hà Nội, xây dựng thủ đô Hà Nội trở thành thủ đô khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Vườn ươm doanh nghiệp công nghệ thông tin đổi mới sáng tạo Hà Nội được trang bị đầy đủ cơ sở vật chất kỹ thuật hiện đại và hội tụ nhiều doanh nhân và chuyên gia công nghệ thông tin giỏi nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp công nghệ thông tin khởi nghiệp một cách thành công nhất. Vườn ươm được thiết lập tại tầng 8 tòa nhà 185 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội với diện tích mặt sàn 400m², được chia thành các khu chức năng với không gian được thiết kế mở gồm khu làm việc, khu hội thảo, giới thiệu sản phẩm và khu sinh hoạt cộng đồng. Khi tham gia các dự án khởi nghiệp được tuyển chọn vào vườn ươm sẽ nhận được các hỗ trợ như không gian làm việc chung cùng cộng đồng doanh nghiệp, được cung cấp công nghệ và không gian số cho phát triển sản phẩm công nghệ thông tin, đào tạo kỹ năng quản trị kinh doanh, marketing và phát triển sản phẩm, huấn luyện viên giàu kinh nghiệm hỗ trợ kèm cặp, có cơ hội nhận được các khoản tài trợ tài chính từ thành phố Hà Nội, có cơ hội nhận được các khoản đầu tư từ các nhà đầu tư, quỹ đầu tư trong nước và quốc tế cho dự án khởi nghiệp, tham gia các buổi thảo luận với các chuyên gia kinh tế và doanh nhân thành đạt, được hỗ trợ để hoàn thành các thủ tục pháp lý doanh nghiệp và nhiều dịch vụ hỗ trợ khác. Như vậy, vườn ươm doanh nghiệp công nghệ thông tin đổi mới sáng tạo Hà Nội là sự cụ thể hóa cơ chế, chính sách của thành phố nhằm xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp, hỗ trợ và thúc đẩy phát triển doanh nghiệp, đáp ứng đòi hỏi thực tế của cộng đồng doanh nghiệp khởi nghiệp thủ đô Hà Nội trong giai đoạn mới.